ngoài trước nhà thờ hay có cái hồ vậy ta. Mấy giờ sách vậy? Mấy giờ sách rồi? Ở đây là sơ đồ này, sơ đồ nhà thờ Bác Diêm này, sơ đồ quần thể nhà thờ Bác Diêm. Rồi mình bắt đầu đi nha. Đây, mọi thứ đều là đá, đá chỉ có bên nhà sứ là nhà nhà sứ là mới thôi nha, còn mấy nhà thờ nhà bên đây là đều bằng cũ kỹ xưa hết. Đá, mấy cái này bằng đá hết nè. Rồi mình để vô trong thử. Đây là nhà thờ chính nè. Giờ giấc trưa nên cũng ít khách nè. Ở ngoài là đá, ở trong đây là gỗ. Kiến trúc đẹp ha, chạm khắc à. Đây nhà thờ chính nè. Rồi mình sẽ đi vào cổng vô. Đây cái này là ở trước cái hồ nước trước nè. Những cái cây này nghỉ chắc cũng lâu rồi không mày. Râu ria rồi, cũ. Đó, tượng Chúa giang tay ở trước giữa cái hồ nha. Xung quanh mấy cái cây bonsai đẹp lắm. Lớn lớn. Ôi, đây là chính diện nhà thờ Phật Bác Diệm. Chính diện nè, còn cái cổng nè, nắp chuông á. Bên này có hai cái tượng của hai ông thánh Pedro Pablo. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ từ vô nha. Đi từ cổng chính vô. Mới lễ phục sinh xong này. Bằng đá. Trên đây cổng bằng đá hết nè. Trên đây có mấy cái tượng điêu khắc mấy cái hình mấy ông thánh rồi nè, cho nên có một cái chữ tàu trước cổng. Ghé hết nha. Không cho người lên. Mình không biết cái này là cái gì.
nền đá nè. Mấy trụ này điêu khắc hình lá tre rồi hình cây trúc. Rồi giờ mình sẽ đi. Đây đây nhà thờ chính này. Ở đây có mộ của một cha. Cha Phêrô Trần Lục. Sinh năm 1825. Nghe Sơn tỉnh Thanh Hóa. Chính xứ Phép Diệm năm 1865. Qua đời năm 1899. Mọi thứ đều là bằng đá hết. Bên này là hai cái nhà thờ tạm nhỏ nhỏ, nhà thờ của các thánh. Xung quanh nhà thờ là có nhãn, giống như là mấy nhà thờ kia. Xung quanh toàn là nhãn không? Trồng nhãn không? Để anh coi thấy hình như là không được. Không, đóng cửa được không cho vô trong nhà thờ hay sao? Rồi bước vô rồi nha. Vẫn là tượng của các thánh xung quanh. Cái bảng này là cái bảng trùng tu nhà thờ, các ân nhân, các mạnh thường quân ủng hộ được khắc lên cái bảng bằng đá này, bi bằng đá này. Trên này có một cái bia, có một cái tiếng này hình như là tiếng, theo mình là như tiếng Pháp hay sao. Cửa này chắc làm sau này chứ không phải là xưa đâu. Này Chúa Sư Rưu Chân, Chúa Chiên Lành. Người biết cái này cái gì không? Cái này là cái hộc để đựng nước thánh. Nên mà khi mà bước vô nhà thờ, nhúng cái tay vô đó để mình làm dấu. Đây là cửa hông. Trong nhà thờ bây giờ tối quá. Trong gỗ. Hiện tại đóng cửa. Tắt điện cho nên không trông được. Mình chỉ đứng ở ngoài mình đưa máy quay thôi. Rồi đây nè, đây là mặt hậu, mặt sau của nhà thờ này. Và phát diện nè, tường điêu khắc rồi nè. Mình tới mình nhìn kỹ á, thấy đá ghép nè. Đá ghép nè, tảng tảng tảng. Sau đây là cái nhà truyền thống. Nhà truyền thống. Còn phía sau nhà truyền thống nữa đó là nhà chung. Nhà chung mới khánh thành hồi năm ngoái, năm 2020 hay sao đó. Mới đây thôi. Nhà chung nè, khu vực nhà chung khách tham quan không được vô. Rồi bây giờ vô khu vực quà lưu niệm. Chào này bé.
cái sách với áo lễ. Con muốn mua cái gì? Dạ, sữa của con đi. Đây kìa, đây kìa. Đây cái máy của tụi thợ máy mài mài nhỏ nhỏ vậy. Đúng rồi, xíu. Máy mài mini á. Sao đây chúng mình làm răng thì có cái đồ giờ giờ. Họ dùng sau đó sẽ dùng cái máy mài ngoài hợp đó. Còn kỳ công với tờ. Đây là ở trước hồ, trước nhà thờ Phát Diệm. Cái tượng Chúa Giêsu Giang Tây nằm giữa hồ luôn nha. Rồi, ba nhà thờ Phát Diệm, mình đi nhà thờ tiếp theo.